Xin chào cả nhà nhá. Chúc cả nhà ngày mới tốt lành nhá. Đấy, hôm nay mình sẽ tiến hành là cắt vợi bỏ những cái cành, cái cây hoa giấy này của mình, những cái cành mà nó mọc vọt lên trên. Và mình cắt bỏ những tỉa của những cái cành linh tinh. Chỉ để những cái cành chính thôi. Chỉ để những cái cành chính để cho nó phát triển để to ra. Cái cây này mình đang nuôi cành nhưng mà nó cứ ra hoa, cho nên là nó ra hoa đâm mà nó lại chột mất. Đâm mà muốn nuôi cái cành cho nó to mà nó cứ bé tí. Hiện tại để tán sung xê này thì chơi được, nhưng mà mục đích làm tay tán, cho nên là tay cành, cho nên là phải tiến hành cắt. Mình làm cái video này các bạn vui vui chơi, các bạn tham xem tham khảo nhá, xem để giao lưu nhá. Đây, quay sát lại cây cho các bạn xem. Bóng cây thì cũng tuyệt vời rồi. Bóng cây đẹp lắm rồi, nhưng mà vẫn phải cắt. Thank you.
Huế nhá. Huế như mùa hè nó như sắc pháo. Cắt quang hết luôn, để lại nuôi những cái tay chính thôi, để nó mọc tự do đâm mà những tay nuôi mọc lên được. Tay phóng cứng quá, đi đầu như này các bạn. Mầm ở lung tung mình sẽ không cho ra mầm nữa, mà chỉ cho ra mầm ở cái phần cành thôi. Phần mầm ở cái phần cành nuôi thôi. Ngọn cắt được một cái ngọn này, ngọn nó lên nhanh nên là không cần phải để cắt luôn. Các bạn đã xem video nhá. Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ. Mọi người yêu thích kênh của mình thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Xin cảm ơn rất là nhiều.